mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Giờ mình là Búp đây. Mọi người, hiện tại thì Búp đang đi chơi ở Phan Thiết nè. Các bạn có thấy biển không? Sẵn tiện là hôm nay là như thế này nhá. Mình đi chơi Phan Thiết chung với cả một nhóm luôn mà các bạn rất là siêu dễ thương luôn ấy. Để coi, bây giờ đây là giờ mọi người đang đi nghỉ trưa rồi. Cái mình không có gì làm hết, mình không ở trong phòng vì nó ngột ngạt, cho nên là mình đã đi ra ngoài biển chơi. Mình sẽ quay biển cho bạn xem nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy là ai đang nằm ở đằng kia không các bạn? Đó là bà Hậu Mộc nha. Bây giờ mình kiếm cái gì mình cho anh bả chơi cho vui coi. Ok, bây giờ mình sẽ cho anh bả làm bây giờ. Người yêu cũ của mình muốn quay về với mình. What? Người yêu cũ của mình muốn quay về với mình. Hả? Xem thái độ của anh. Bây giờ chỉ là John thôi nha các bạn, chứ đâu có thằng người yêu cũ nào muốn quay lại với mình đâu. Ok, let's go. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ đi tìm một hồi thì mình đã tìm ra được một cái chỗ lý tưởng để mà mình đặt cam rồi các bạn. Ổng đã nằm, chắc là ngủ rồi. À bây giờ mình sẽ đặt máy quay ở đây nha. Mình sẽ đặt máy quay ở đây nè. Mình dựa vô cái cây này các bạn. Ở đây đi. Ôi ơi, chưa có thấy ai ngủ mà tướng xấu nhổ luôn á trời. Ôi, lớn từng tuổi đầu, nhục nhã. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào màn cho nha các bạn. Ok. Hậu ơi. Em ngồi với. Nói gì? Anh ngủ cái tướng gì mà tôi nói ngủ cái tướng gì mà siêu xấu luôn á. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Tự như cảm giác những cái hồi ức ngày xưa nó chịu về. Hồi ức ngày xưa nó chịu về. Double kill. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Em cũng nhiều lúc em cũng muốn biết quan hệ của em với anh là gì. Nhưng mà
mà giờ hôm nay là chốt ngựa nha. Hôm nay là chốt ngựa. Chốt ngựa có nghĩa là em muốn hỏi là giờ á, người yêu cũ của em muốn quay về với em. Thì em nói làm sao chứ? Tắc hiện hỏi dẹp. Tắc hiện hỏi dẹp. Đúng là con trai của ta. Nhưng mà em cảm động, kiểu như em cảm động đó. Ôi, cảm động kỳ cục vậy. Ôi, cảm động gì kia, mình được, không có được mà. Mày, cái gì? Em quay lại người cũ nha. Vậy, nhà thí dụ em quay lại người cũ, mai có ai chở em từ Phan Thiết về nhà không? Cho em quay lại với người cũ, mai có ai chở em từ Phan Thiết về nhà không? Ôi, nó quay nha. Thôi vậy em quyết định rồi. Chứ giờ không anh đi đâu bây giờ. Thôi nhìn cái mặt giống như gầy hàng vậy thôi. Gầy hàng cái gì, em nói thiệt. Giống như đang gầy. Tại em không tiện cho anh coi tin nhắn thôi. Em không tiện cho anh coi, thì đó là cái đó là chuyện riêng tư, em không có tiện cho anh coi tin nhắn. Ôi tự nhiên quay lại tào lao. Thôi hỏi anh vậy thôi chứ em quyết định rồi. Thôi của mình là gì của nhau đâu, anh nắm tay em mắc gì không được quay lại. Mình là gì của nhau, tình nhân là bạn thân của nhau. Chắc anh đâu trận. Thì giờ lỡ mình thương, mình còn thương người ta thì thôi, mình quay về thôi. Anh ngủ tiếp đi vậy hả? Em hỏi ý anh thôi. Nhưng mà nãy giờ em hỏi xong cái em tự cho em câu trả lời luôn rồi. Em quyết định rồi. Ôi, cùng bớt này. Chị không à. Đập tập. Tại sao không có? Mình tập. Thôi, vậy em vô phòng em nha. Ngủ tiếp đi. Nha. Học. Em đi á. Moments later. Ok các bạn ơi, thì sau khi mình troll, mình ghẹo bà hậu xong cái mình bỏ mình đi vô mình mua hai cây kem xong mình ăn xong mình vòng ra mình không thấy bà nữa. Mình không thấy bà đâu nữa hết. Hình như bà giận mình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua phòng của bà để kiếm bà hậu để mình nói chuyện với bà nha, để coi bà có giận mình không. Mình sẽ nói là mình đem kem với cho bà, mình mua kem cho bà, mua kem cho bà thiệt mà. Ok, let's go. Đây là đường mình đâu có muốn cho anh bả đâu các bạn, ai kêu không chứ phải cho mình chứ không nào ta. Quay video kìa ông ơi, quay vô đây làm gì? Em muốn mua kem nhanh nè. Tự nhiên giận em chơi, em đang quay video mà. Mua kem nhanh. Ôi mà.
Em có chuyện rất rất là quan trọng muốn nói. Anh kia đâu rồi? Ở chung với ai vậy? Ở mình. Nói chứ. Dạ. Trễ gì? Em về hả? Thôi em đi mà. Nói chứ vô nói chuyện với anh chút. Rồi rủ anh đi ăn nè. Nói chung mày giờ em không quay nữa, nói chuyện xíu nha. Chuyện gì giận? Hả? Giận gì? Đi ăn không? Không. Cơm. Ăn cơm rồi đi bơi, chơi với mấy anh chị kìa. Không. Đi. 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 Tự nhiên anh đi chui đi nằm, mọi người hỏi anh làm gì kìa. Mà mình nhức đầu nè, nhức đầu. Ai làm gì đâu nhức đầu? Ghê. Học. Ừ. Nghe đi con. Không có đâu, trời đất ơi. Anh nhờ em hả? Vậy em hỏi anh đi cơm với em không? Ừ? Em giỡn mà. Ghẹo á. Bây
nhiều quay clip mà. Nè nhìn đi. Nè nhiều quay clip nè. Ê. Ê. Nhiều khi xạo xạo nó quay clip chứ ra có gì. Nè. Ôi clip nè. Nhìn nè. Chào mọi người kênh em cái đi. Không anh cho anh em chi đi cho anh lại làm gì có thằng người cũ nào dám dắt mặt quay trở lại với em. Đúng đúng. Ok không điên công không điên công đi. Ok điên công. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok tại vì nó lại hài quá rồi, nó lại ở cái nước sông kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.